Thưa quý vị và các bạn, giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi một học sinh là một trong những nội dung quan trọng cần được quan tâm và đẩy mạnh trong các nhà giáo dục. Và hòa chung với không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, thì nhiều trường học cũng đã tổ chức những tiết học ngược dòng lịch sử vô cùng ý nghĩa dành đến cho các em học sinh. Con thấy vô cùng tự hào với quê hương và đất nước. Con rất là tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ngàn năm văn hiến. Rất là tự hào và lại đã yêu, lại càng thêm yêu hơn nữa Hà Nội của mình. Đó là cảm xúc chung của các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du khi được sống lại trong không khí hào hùng của 70 năm trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954, trong giờ sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Hà Nội em yêu. Các buổi sinh hoạt dưới cờ này thì nhà trường thường tổ chức định kỳ và theo chủ đề hướng tới những ngày lễ lớn của dân tộc. Và nhà trường rất là mong muốn thông qua những tiết sinh hoạt dưới cờ này, các con thêm yêu quê hương đất nước, gắn bó với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Qua các tiết mục hát múa cùng những bài ca về Hà Nội, hoạt cảnh tái hiện lịch sử, câu hỏi đố vui về thủ đô, tuy chỉ kéo dài một tiết học, nhưng giờ trèo cờ đã giúp thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Du ngược dòng lịch sử để thêm hiểu, thêm yêu, thêm biết ơn và tự hào về những năm tháng đau thương mà vẻ vang rực rỡ của Hà Nội, của đất nước Việt Nam thân yêu. Qua chương trình thì con thấy Hà Nội rất là đẹp và nhà trường đã tái hiện lên cầu Long Biên và cột cờ là những thứ vô cùng nổi tiếng của Hà Nội cơ ạ. Và con rất tự hào khi con cũng là một phần của chương trình, tự hào về ngày giải phóng thủ đô ạ. Con thấy là mình sẽ thêm yêu và thêm hiểu về những lịch sử và cái truyền thống của Hà Nội ta. Con muốn là sau này mình sẽ học thật giỏi để có thể cống hiến những cái sức lực mà mình có thể làm được cho thủ đô để ngày càng trở nên tươi đẹp hơn. Buổi sinh hoạt dưới cờ khép lại với cảm xúc lắng đọng về những trang sử đẹp của Hà Nội. Chắc chắn rằng những ký ức hào hùng và kiến thức này sẽ mãi lưu lại trong tâm trí của mỗi học sinh, những chủ nhân tương lai của thủ đô ngàn năm văn hiến.